Xin chào anh em nhé. Tôi vừa làm cái thủ tục bán nhà cho một cái anh chị là gia đình là ở Phú Quốc và bay từ Phú Quốc về đưa cả con nữa vào văn phòng. Thực sự là nhìn cái cảnh đưa cả vợ con về bán nhà đi đấy thì thực sự rất là buồn, bởi vì anh ấy có một cái câu chuyện anh kể lại là cách đây 2 3 năm trước, khi mà bất động sản chưa đóng băng như thời kỳ này này đấy, thì là anh ấy có tài sản khoảng tầm 30 tỷ. Nói chung là 30 tỷ đối với người bình thường thì rất là ổn rồi đúng không? Vì anh là người thành phố Hải Dương nhé, thì cuộc sống rất là sung túc, con cái vợ chồng học hành đều là đầy đủ, đều là ổn định. Sinh hoạt với cái trường quốc tế thì cũng tầm 10 triệu một tháng, thì một năm thì có 100 triệu là cùng đúng không? Thì tầm 30 tỷ thì rất là thoải mái rồi. Nhưng mà trong cái cơn say bất động sản ấy, anh ấy trúng một vài lô thì tài sản nảy lên là 30 tỷ. Thì trong cái lúc men say thì anh cũng tham gia vào một số cái bất động sản như Sun Group này, rồi Eco Green ấy, rồi Vinhome đấy, thì vào mấy cái chủ đầu tư đấy. Thì một loạt bây giờ bất động sản đóng băng thì không có cái khu vực nào có thể là bán được, thì chỉ có riêng Vinhome thì bán được. Anh ấy bán chấp nhận cắt lỗ từ 25 đến 30%. Thì do anh vay ngân hàng thì anh có 30 tỷ thì anh vay thêm 4 50 tỷ để mà vào cái tài sản của những cái dự án như vừa tôi nói đấy. Thành ra là đến bây giờ về mà bán cắt lỗ đi rồi thì tài sản của mình nó không còn được như trước nữa, mà lại cái tiền mà vay lãi suất ngân hàng bây giờ lãi suất huy động thì thấp, nhưng mà trước đây ấy, thì nó vẫn thả nổi, nó vẫn cao, cũng đến 10, hơn 10%, 11, 12, 13%. Thì anh ấy cũng rất là buồn và đau khổ. Vì vậy mà trong cái quá trình đầu tư thì tôi nhận ra một điều là cái quản trị lòng tham con người ấy, biết đủ thì là đủ, còn nếu mà cứ tham lam, kể cả chứng khoán cũng thế đúng không? Bất kỳ ngành nghề nào, nếu mà chúng ta tham lam mà chúng ta cứ tất tay ấy, thì rất nguy hiểm. Thì tôi cũng có tranh luận với lại một đồng chí cũng là bên bạn tôi, nói rằng là nếu mà không tất tay ấy, bạn tôi nói là nếu không tất tay thì khó thể giàu nhanh được đấy. Thì thường là mọi người rất là thích giàu nhanh, giàu nhanh kiểu đánh lô đánh đề thôi đúng không? Thì đánh lô đánh đề các cụ rồi ra ra đê mà ở. Thì đúng vậy, bất động sản cũng vậy, chứng khoán cũng thế, nếu chúng ta cứ tất tay là chết. Chúng ta phải nghiệm tôi nhận ra một điều ấy, là người Do Thái người ta dạy ấy, là phải chia ra nhiều giỏ khác nhau đấy, vàng một ít này, tiền mặt một ít, và chứng khoán một ít này, và bất động sản một ít, thì nó sẽ an toàn, nhưng nó giàu giàu chậm thôi, chậm nhưng chắc và an toàn và an nhiên. Nhất là người ta thường nói là muốn an nhiên được trong lòng ấy, thứ nhất là không tội, thứ hai là không vay đấy, không vay nợ nhiều đúng không, thì chúng ta có thể thành công. Vì vậy mà trong quá trình mà nhất là đầu tư bất động sản hoặc đầu tư chứng khoán, thế chúng ta cố gắng là không tham lam, đủ và thấy đủ là được, cho dù thị trường nó lên hay xuống thì chúng ta cứ phải bình tĩnh, không thể tham lam được. Khi mà tham lam, khi mà người khác sợ hãi, như bây giờ nhà nhà người người bán đi ấy, thì chúng ta có thể tham lam, chúng ta thể mua lại những cái tài sản mà bán cất lỗ mà trước đây ví dụ một 10 tỷ bây giờ bán có 7 tỷ, hoặc là mua 6 tỷ bán 4 tỷ rưỡi 5 tỷ chẳng hạn, thì có cắt lỗ 20 cho đến 25 đến 30% thì chúng ta có thể vào khả năng thắng cao đúng không ạ? Vì vậy mà tôi cũng hy vọng rằng là quý anh chị rút ra được bài học cho bản thân mình. Và quý anh chị nào mà muốn mua những tài sản cắt lỗ từ Vinhome, Osmart nhé, hoặc là những cái dự án khác thì có thể liên hệ với tôi có thể hỗ trợ quý anh chị một cái giá tốt nhất kết nối với chủ nhà. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.